Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị ơi, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt quý vị nha, ngày 02 tháng 12 năm 2021. Quý vị đọc cái ngày 12/02 và nếu như đọc ngược lại cũng là 12/02. Đó, rất là đặc biệt đúng không quý vị? Và ngày hôm nay Ngọc xin chia sẻ một cái bài báo để chúng ta nhìn được một cái góc nhìn đa chiều của cái gói 1.700 tỷ. Bởi vì dạo gần đây á, thì Ngọc hay chia sẻ về cái gói này nó có những cái chương trình gì và hỗ trợ những gia đình thu nhập thấp, gia đình thu nhập trung bình và gia đình có trẻ em như thế nào. Thì trong cái video này Ngọc muốn chia sẻ một cái bài báo người ta nói về cái tầm nhìn của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khác nhau như thế nào và đặc biệt là của Đảng Cộng Hòa. Và hiện giờ thì một cái vấn đề mà bên Quốc hội họ đang bàn thảo ngoài cái gói 1.750 tỷ thì họ cũng phải bàn về cái dự luật chi tiêu ngân sách của Quốc hội, cái Stopgap Spending Bill. Thì hiện giờ bà Janet Yellen nói rằng là chính phủ Mỹ đang running out money, có nghĩa là đang hết tiền. Nếu như không có thông qua được cái việc là tăng nợ trong quốc gia hay là thông qua một cái dự luật ngân sách quốc hội thì có thể là chính phủ Mỹ sẽ vỡ nợ, bởi vì bản thân chính phủ Mỹ cần phải trả những cái bill của họ. Nếu như mà không có những cái ngân sách này thì làm sao mà họ chi trả cho những cái chương trình hiện có, đặc biệt là những cái chương trình an sinh xã hội như vậy. Cho nên là hiện giờ một cái vấn đề mà người ta nói rằng á là có thể sẽ đưa vào cái Stopgap Spending Bill cho ngắn hạn. Ngắn hạn là đến khoảng là tháng 2 năm 2022 thôi, chứ không phải là nguyên một năm. Như vậy thì họ bắt đầu là họ sẽ theo từng giai đoạn quý vị. Tháng 9 tới tháng 12, rồi từ tháng 12 đến tháng 2, rồi có thể là họ sẽ gia hạn thêm một cái short term spending bill như vậy. Thì đối với cái việc mà defund the vaccine mandate thì Ngọc tạm dịch là không có chi cho cái chương trình bắt buộc tiêm chích vaccine nữa. Thì để mà đưa cái vaccine mandate vào cái short term government funding bill này á, thì bắt buộc tất cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa cộng với Thượng nghị sĩ Joe Manchin phải vote cho cái defund the vaccine mandate này. Thì không biết là Thượng nghị sĩ Joe Manchin sẽ vote như thế nào, nhưng mà có lẽ rằng là tất cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa sẽ vote yes cho cái việc defund the vaccine mandate. Thượng nghị sĩ Joe Manchin thì không có trả lời báo chí một cách rõ ràng là yes or no, mà ông chỉ nói là working on it. Đó, thì không biết là như thế nào, mình chờ người ta vô xong thì mình sẽ biết. Họ nói về cái sự khác nhau, cái tương phản giữa hai cái tầm nhìn của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì trong cái bài báo này họ nói rất là nhiều cái vấn đề và Ngọc xin tóm tắt lại theo cái sự hiểu biết của Ngọc là họ nói chung là họ nói rằng là tầm nhìn tương phản của hai bên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa nó hoàn toàn là khác ngược nhau. Trong khi Đảng Dân Chủ thì họ cho nhiều cái chương trình, những cái chương trình hỗ trợ và những cái chương trình tạm gọi là welfare programs, thì Đảng Cộng Hòa họ nói rằng là người Mỹ họ phải nên kiểm soát cái cuộc sống của họ, kiểu như là có làm thì mới có ăn và họ phải tự bước lên từng nấc thang, ở đây là nấc thang kinh tế xã hội đối với vị, họ phải tự bước lên từng nấc như vậy để đạt được một cái giấc mơ American Dreams, một cái giấc mơ Mỹ. Thì hiện giờ chính quyền liên bang không kiểm soát, tức là hãy để người dân Mỹ họ tự kiểm soát cái cuộc sống của họ. Chính quyền federal government đừng có nên can thiệp sâu vào cái cuộc sống của người dân. Nhưng mà Đảng Dân Chủ thì khác. Thì trong bài báo này họ nói rằng là Đảng Dân Chủ là một cái đảng mà họ muốn là chính phủ phải điều hành cái này cái nọ, và chính phủ sẽ có thể rằng là người dân phụ thuộc vào chính phủ, vào những cái chương trình trợ cấp này kia, và chính phủ sẽ kiểm soát, government control, government dependency, rồi government run, vân vân. Họ dùng những cái từ như vậy, ở đây có nghĩa rằng là gì? Dân phụ thuộc nhiều vào chính phủ và người dân sẽ chịu sự kiểm soát của chính phủ. Nó hoàn toàn đi ngược lại với cái tầm nhìn và cái mong muốn của Đảng Cộng Hòa. Thì trong cái gói 1.750 tỷ này, họ phân tích rằng là những cái chương trình mà họ đưa ra với cái lời giải thích là sẽ hỗ trợ, sẽ giúp dân. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa họ nói rằng là đây không phải là giúp mà là một cái sự kiểm soát. Ví dụ như miễn phí chương trình preschool cho 3 tuổi, 4 tuổi, rồi child care
assistant vân vân, thì họ lại có những cái điều khoản liên quan đến cái việc là chương trình giảng dạy curriculum như thế nào, rồi chọn giáo viên instructor như thế nào, thì đó là một cái điều nó sẽ có những cái sự ràng buộc, bởi vì những chương trình này là những cái chương trình được sự hỗ trợ, được chính phủ họ rút tiền xuống, rồi có thể là nó sẽ có những cái điều kiện đi kèm để sử dụng được cái số tiền này thì phải đáp ứng những cái điều kiện này kia khác nọ. Đó, thì Đảng Cộng Hòa nói rằng đây là một cái sự kiểm soát chứ không phải là giúp nữa. Đó, this isn't about helping children, it's about control. Không phải là giúp trẻ em mà nó là một cái sự kiểm soát trong cái tình hình lạm phát cao và bây giờ chính phủ lại chi ra khoảng 80 tỷ để làm gì? Để giúp bên sở thuế là kiểm toán audit hồ sơ thuế của rất 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 là nhiều người dân, có thể là khoảng 500.000 hồ sơ thuế của những ai mà làm cái income dưới 75 vạn và rất là nhiều hồ sơ của những ai làm income là dưới 20.000. Đó, 75.000, 20.000 là rất là nhiều người Mỹ có cái khoản income này, và nếu như mà họ audit với số lượng hồ sơ thuế lớn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống và tiền túi của người dân. Và dĩ nhiên rằng là chúng ta có cái nghĩa vụ đóng thuế và chúng ta có cái nghĩa vụ khai thuế theo luật. Ở đây thì Ngọc chỉ chia sẻ cái bài báo này thôi, còn cái hồ sơ thuế của mỗi người thì mình biết cái hồ sơ riêng của mình ha quý vị ha, chứ ở đây thì Ngọc không có chia sẻ sâu về cái vấn đề thuế, bởi vì vấn đề thuế nó cái chủ đề về thuế nó rất là phức tạp và Ngọc cũng không có muốn múa rìu qua mắt thợ ha. Thì ở đây có một cái điều nữa là trong cái gói 1.750 tỷ này á, thì đài Fox News họ chia sẻ rằng là với cái chương trình vaccine mandate thì bây giờ nếu như mà những công ty hãng xưởng họ không có chịu tuân theo cái vaccine mandate này á, thì có thể người ta sẽ chịu một cái khoản phạt rất là lớn. Rất là lớn, giống như là gấp 10 lần như vậy. Trong cái gói này có thể là bị phạt là 700.000 tiền phạt và có thể rằng là tối thiểu là 50.000 tiền phạt như vậy. Thì riêng với Thượng nghị sĩ Joe Manchin, ông có nói á, nếu như mà có một cái vaccine mandate bắt buộc cho những người mà trong quân đội, military họ phải chích thì ok, ông ok với điều đó. Nhưng mà nếu như mà qua private sector thì tư nhân này kia khác nọ thì ông không có ủng hộ cái điều này, và có thể là họ sẽ điều chỉnh cái phần này. Đó, thì quý vị nghĩ như thế nào về cái vaccine mandate? Thực sự bản thân Ngọc thì Ngọc chích vaccine tự nguyện, và khi mà có vaccine thì Ngọc đi chích. Ngọc cũng chờ 1-2 tuần nhưng mà không có chờ lâu. Đó, khi nào mà đến lượt Ngọc chích vaccine thì Ngọc cũng chích đủ 3 mũi rồi. Thì cái này là cái sự lựa chọn mỗi người, thì Ngọc không có ý kiến riêng về cái vấn đề là quý vị có nên chích vaccine hay không. Nhưng mà hiện giờ thì chính quyền của Tổng thống Biden họ kêu gọi người dân chích vaccine, bởi vì hiện giờ đó cũng có rất là nhiều cái phần trăm, khoảng là hôm qua Ngọc có chia sẻ là khoảng 20-mấy% là đủ điều kiện chích vaccine nhưng mà chưa chích đối vậy. Thì hiện giờ với cái con Omicron này thì Ngọc nghe nói rằng là có hơn 1 ca nhiễm rồi, hình như là 3 ca nhiễm thì phải. Cho nên là hiện giờ Dr. Anthony Fauci, thống đốc của California, rồi nói chung là chính quyền của Tổng thống Biden họ kêu gọi người dân hãy tiêm chích vaccine. Nếu ai chưa chích liều thứ nhất thì chích liều thứ nhất, chưa chích liều thứ hai thì chích liều thứ hai, chích đủ hai liều rồi thì nên xem thử mình đủ cái tháng, ví dụ đủ 6 tháng để đi chích Pfizer, Moderna cái mũi thứ ba chưa, hoặc là đủ 2 tháng để đi chích cái mũi thứ hai của Johnson & Johnson chưa chẳng hạn. Thì họ khuyến khích người dân hãy đi chích vaccine và chích đủ liều. Và con Ngọc thì vẫn đang chờ cái liều thứ hai, còn vợ chồng Ngọc thì đã chích đủ 3 liều rồi. Không biết là quý vị như thế nào thì quý vị có thể comment, say hi hoặc là cho Ngọc biết xem thử quý vị đã chích vaccine như thế nào. Nhưng quý vị mình chỉ giao lưu thôi, còn nếu như quý vị không muốn chia sẻ thì không sao hết. Và ở đây Thượng nghị sĩ Joe Manchin thì lúc nãy Ngọc có nói rằng là ổng cũng chưa có đưa ra một cái lời phát biểu chính thức là ổng sẽ vote yes or no cho cái việc là defund the vaccine mandate. Có thể rằng là ông sẽ dành một cái bất ngờ cuối cùng khi mà cái kết quả bỏ phiếu là yes or no. Hiện giờ thì ổng cũng không chia sẻ cho nên mình không biết quý vị ha. Rồi cái oil gas industry về cái vấn đề này á,
thì chúng ta thấy rằng là có một cái sự khác biệt rất là rõ rệt giữa hai cái chương trình của hai đảng. Nếu ở đây người ta nói foxnews.com, người ta nói nếu như bạn là một trong số hàng triệu người Mỹ làm việc trong ngành dầu khí, thì cái kế hoạch Build Back Better Plan, xây dựng tốt trở lại á, sẽ là một cái giáng đòn mạnh vào cái jobs, vào cái cuộc sống của mình. Bởi vì trong cái gói 1.750 tỷ này, người ta có một cái khoản gọi là cái Green New Deal, mandates và tax increases với cái mức giá là 550 tỷ đồng. Thì cái này nó sẽ thay thế cho những cái công việc, những cái jobs mà giống như là mất đi, rất là nhiều người sẽ mất jobs. À, cho nên là có thể cái vấn đề này sẽ là một cái vấn đề mà bên Thượng viện họ sẽ đưa ra để họ make một cái deal với lại bên Hạ viện xem thử là như thế nào. Tại vì bên Thượng viện thì có vẻ rằng là Đảng Cộng Hòa họ đang phản đối cái vấn đề này. Thì dĩ nhiên rằng là họ phải làm sao để chúng ta có được một cái sự thỏa thuận, để họ có được một cái sự thỏa thuận. Còn nếu như không có cái deal nào thì làm sao bên này đưa ra mà cứng nhắc quá, bên kia không có chịu, thì hai bên phải ngồi nhau để tìm ra một cái điểm chung, đúng không quý vị? Thì hiện giờ không biết là chính quyền của Tổng thống Biden, hoặc là thực ra chính quyền của Tổng thống Biden thì họ nói chung là Tổng thống Biden chứ không phải chính quyền của Tổng thống Biden và bên Quốc hội họ phải làm việc với nhau. Nếu như mà bên Quốc hội họ đồng ý mà chính quyền mà Tổng thống Biden ở không có đồng ý thì làm sao mà thành luật được? Cho nên là ba bên phải làm việc với nhau. Bên Dân Chủ Cộng Hòa và bên chính quyền của Tổng thống Biden nữa. Rồi bây giờ Ngọc xin phép dừng lại cái video này ở đây. Nếu như quý vị mà shop online thì đừng quên vào cái trang web Rakuten. Rakuten là một cái trang web mà Ngọc luôn luôn sử dụng. Khi nào mà lên online shopping là Ngọc vào cái trang này trước. Tại vì cái trang này nó sẽ cho mình cái phần trăm cashback trong cái mùa lễ này nữa quý vị. Người ta cho mình 40 đồng sign up bonus nếu như quý vị là người đầu tiên đăng ký vào cái trang này, và khi mà quý vị spend 40 đồng thì người ta sẽ cho mình 40 đồng. Và dĩ nhiên là trong cái đơn hàng 40 đồng này mà được cho 40 đồng lại thì quý vị sẽ được miễn phí cái đơn hàng đó, đúng không quý vị? Rất là dễ dàng, nhưng mà quý vị phải là người đầu tiên sign up, hồi giờ không có cái tài khoản ở Rakuten thì mới vượt được. Và dĩ nhiên là mỗi lần quý vị shop như vậy thì quý vị được cái phần trăm cashback rất là thuận lợi. Ngọc rất là thích cái trang này và Ngọc sẽ để đường link trong cái phần comment cho quý vị để quý vị có thể là vào đó để sign up. Ngọc xin chúc mừng những rất là nhiều người đã nhận được cái số tiền 40, nhưng mà mình thấy trong cái tài khoản của mình thôi, nhưng mà mình sẽ nhận được khoảng đâu đó là như tháng 2 người ta mới gửi ra đối vị, chứ không phải là người ta gửi ra liền đâu. Khi nào mà người ta đến cái kỳ người ta gửi thì người ta sẽ gửi cho mình nha. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu về cái trang này kỹ hơn thì Ngọc có làm hai cái video để chia sẻ cho quý vị về những cái cơ hội nhận được 40 đồng bonus cộng với tiền cashback khi mà mình mua sắm online. Thì Ngọc mời quý vị xem những cái video đó, Ngọc sẽ để video để quý vị tham khảo nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào và chúc quý vị sức khỏe. Bye bye.